thúc của một mối tình đẹp. Không yêu là khởi đầu của một mối quan hệ mới. Lưu Đình, anh yêu em. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Tất cả sẽ ra sao? Mời quý khán giả tiếp tục đón xem bộ phim Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau lúc 11:35 các ngày trong tuần trên TTV. Nếu như Vạn Long nổi lên rồi chiến đấu với Thiếu Cung, hậu quả của nó còn lớn hơn là tai ương do Thiếu Cung tạo ra. Một nửa tiên linh mà ta đã mất, trước là bị giam trong phần tịch, sau đó lại bị bà ta bày kế, giấu trong một cái xác như người. Chẳng lẽ ta không nên đòi lại sao? Đồ Tô, ta cần phải lấy đi nửa tiên linh đó của cậu trước khi cái mạng của cậu không còn nữa. Chỉ có như vậy, chúng ta... À, phải nói là Thái tử Trường Cầm mới có thể trở thành một con người hoàn chỉnh. Cho dù liều cái mạng này, ta cũng phải bắt ngươi nếm trải nỗi đau, mất đi người mà ngươi yêu nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập cuối bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm phát sóng lúc 17:35 từ thứ Hai đến thứ Năm trên kênh TTV. Khát vọng, đam mê. Hài hước. Làm gì thế? Ngon không? Vị đặc trưng của Scotland. Được rồi, thế thì cố lên. Không phải chứ, em có đến không? Đừng, sao em có thể đối xử với anh như thế? Anh bị bệnh à? Tình bạn. Mong các em không bỏ lỡ giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Tình yêu. Giang Diệm. Đổ xấu xa, anh đứng lại cho tôi. Ngoặc tay trăm năm không được thay đổi. Đóng dấu. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Khát Vọng Tuổi Trẻ phát sóng từ ngày 14 tháng 12 trên kênh TTV. Em chính là con cừu bé nhỏ của anh, còn anh sẽ là con sói to ăn thịt em. Truy tìm mục tiêu. Đóng nồi. Lên. Cuộc chiến sinh tử. Những diễn biến kịch tính, bộ phim Kẻ Giấu Mặt tiếp tục được chuyển tới quý khán giả vào 20:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần. Theo tiếng gọi của tình yêu, Châu Doanh đến Thượng Hải. Thực sự là cô ư? Là tôi. Kiếm được thật nhiều tiền, có thế tôi mới đủ bản lĩnh đàm phán bất cứ chuyện gì với cha tôi, bao gồm cả việc cưới nữ nhân tôi yêu nhất làm thê tử. Sự xuất hiện của bức thư đã khiến mối quan hệ của Châu Doanh và Tinh Di hoàn toàn thay đổi. Đến giờ tôi mới biết, hung thủ tàn độc nhất hại Ngô Gia Đông Viện chúng tôi nhà tan cửa nát chính là cha huynh Thẩm Tứ Hải. Nếu đổi lại là huynh, sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự việc này,
Liệu Huynh còn có thể cùng con trai của kẻ thù tính chuyện yêu đương không? Hôm nay tôi trịnh trọng tình yêu và thù hận sẽ đưa hai người đến công đâu? Bằng cho Ngô gia Đông viện chúng tôi và cho cha tôi. Cô muốn làm thẩm gia khuynh gia bại sản ư? Tôi đã làm rồi. Thần làm nhi tử còn muốn lần cuối nhắc nhở cha hai điều. Thứ nhất, Đỗ Minh Lễ là con rắn độc thực sự. Thứ hai, cha tuyệt đối đừng coi thường Châu Doanh. Đại bộ phận khách hàng hiện tại của thẩm gia đã chuyển sang nhập hàng từ cửa hiệu chúng ta. Nếu tiếp tục phát triển theo chiều hướng này thì thẩm gia chỉ còn sức chống đỡ chứ không có khả năng đáp trả. Hợp tác cùng ta để loại trừ Minh Lễ, làm suy yếu thế lực đứng phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo của phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, phát sóng vào lúc 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Người đâu? Bắt Ngô Châu Thị lại cho ta. Các vị có nhầm lẫn không?